Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mọi người dễ phân biệt hơn về các cái mẫu ví đang được rất là nhiều khách hàng lựa chọn về size và những cái mẫu này thì có để vừa điện thoại hay không, bởi vì cái câu hỏi này là điều mà khách hàng quan tâm nhất khi mà lựa những cái chiếc ví này. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho khách một số mẫu ha. Đây là một cái mẫu ví lớn và được thiết kế dùng để làm phone. Các bạn thấy size là dáng ví dài khá là to ha. Ở trên này thì là một dáng mỏng hơn. Dáng này thì là dáng bracelet có cái dây để đeo tay. Size lớn, đây là gần như là size lớn nhất để mà cầm ha. Size thứ hai á, size medium thì là size này. Đặc điểm là size này thì sẽ có hai zip nè. Hai zip. Và cái loại size này thì có rất nhiều màu ha. Màu thì nó sẽ thay đổi ở cái phần tay cầm này và cái phần zip ở đây. Sẽ có rất nhiều màu để khách hàng lựa chọn. Mẫu này thì cũng được khách rất là yêu thích, bởi vì là mình có thể dùng mình đựng một cái chiếc phone nhỏ ở bên đây, ngăn còn lại thì đựng tiền và thẻ. Size gần như nhỏ nhất của dòng Chrysler thì là size này. Size này thì đặc điểm là chỉ có một cái zip thôi và là form size nhỏ ha. Dáng ví thì mình sẽ có ba dáng. Dáng nhỏ nhất sẽ là dáng ở đây ạ. Dáng này thì là sẽ là dáng ví gấp ba như thế này ha. Mọi người có thể để được tiền thẳng ở đây và vẫn có một cái đường zip ở đây để mà đựng. Ở nước ngoài thì họ hay đựng những cái đồng tiền xu đó, như ở Việt Nam mình thì không xài xu, thì mọi người có thể đựng tiền hoặc là cạc hoặc là những cái đồ dùng mà nhỏ mình không có muốn nó bị rớt ra ngoài đó, thì mình sẽ đựng ở cái ngăn này. Size medium của ví á, thì sẽ là mẫu này ha. Mẫu này cũng là một trong những mẫu mà được yêu thích nhất. Mẫu này á, thì là sẽ có một ngăn zip ở ngay phía ngoài như thế này. Mặt trên là sẽ có nút bấm. Khi mà mở ra như thế này, mọi người thấy là có thể đựng được rất là nhiều cạc ở đây, ở hai bên, và đựng được tiền thẳng ha. Không cần phải gấp đôi lại, tiền thẳng sẽ đựng ở đây. Và mẫu ví lớn nhất là mẫu này. Mọi người coi thử ha. Bây giờ thì Mai sẽ so sánh ba cái dáng quyết liệt trước. Dáng này là dáng mà rất là nhiều khách lựa chọn, bởi vì nó khá là mỏng á. Khi mà mình sử dụng cảm giác rất là dễ chịu. Thì đây là cái sự chênh lệch size của ba cái dáng này ha. Cả ba dáng này đều có cái tay để mà mình, khi mà mình dùng đó thì mọi người sẽ luồn tay qua cái dây này. Khi mà mình đi ăn trưa từ văn phòng ra chẳng hạn, mình chỉ cần mang theo một cái này để đựng tiền thôi. Thì cái mẫu này á, mọi người có thể thấy là cái ở dưới cùng này là to nhất ha. Size này là khoảng 20 cm. Phía trên này, hai cái mẫu này á, thì size ngang gần như là bằng nhau. Gần như là bằng nhau. Cái này nó nhỏ hơn một tí xíu, mà nghĩ là khoảng cỡ 0,5 cm thôi, không có nhiều. Đặc điểm là cái này là có hai zip và cái này là một zip ha. Đối với chiếc size lớn nhất này á thì chắc chắn là sẽ vừa điện thoại. Chắc chắn là sẽ vừa ha. Ở bên trong này thiết kế là có một ngăn đựng lớn nè. Và có hai cái dãy để đựng thẻ bên này. Thì mỗi một dãy thẻ này có thể đựng được ba cái cạc. Có nghĩa là đây đã thiết kế sẵn 6 cái slot để đựng cạc rồi. Ở đây mình có thể đựng giấy tờ, tiền ở ngăn giữa này, cũng có thể nhét phone vào. Đây là iPhone Plus ha. Bỏ vào rất là dễ dàng ha. Rất là dễ dàng. Mẫu này thì zip của nó là zip thẳng ở trên phía trên thôi, sẽ không có cái đường bo xuống dưới, bởi vì đã to sẵn rồi, không cần phải mở rộng hơn nữa. Đối với cái mẫu double zip á, thì mình thử xem là nó có đựng vừa điện thoại không nha. Ở đây nó sẽ có hai cái ngăn như thế này. Thì ngăn ở phía trên á sẽ là một cái ngăn trơn và ngăn ở phía dưới thì có hai cái slot để đựng cạc ở đây, và mọi người có thể đựng tiền ở ngăn này. Tiền nó thì đối với cái dáng này thì sẽ không đựng vừa, có thể đựng vừa được tiền thẳng ha. Như ở đây mình đang để tờ 50 ngàn thì có thể nhét thẳng vô được này, không cần gập lại.
À, mình thử điện thoại Plus xem có vừa không ha. Thực ra là Plus này khi mà nhét vào mà có thêm cái bao đựng như thế này thì mà thấy là khó nè. Nếu mà mọi người xài điện thoại nhỏ hơn Plus một tí xíu thì sẽ vừa. Còn nếu mà xài điện thoại Plus thì là không vừa ha. Cho nên đối với Double Zip và mẫu một zip nhỏ này đều là không vừa điện thoại Plus, chỉ vừa điện thoại nhỏ mà thôi ha.